Chạy luôn hả? Chạy cái máy vô tay luôn hả? Ừ. Mà không có chạy máy. Sao? Cái này quá là không này không phải. Ừ như á cái vít này nè. Cái gì vậy? Cái vít này vô đó là ít nhất là phải vô cái lượng không vậy? Rồi chạy miếng phần đầu như lúc nào nãy mới thấy đây đóng tiền. Má sao nhìn cơ bắp này chứ mày má mày nóng cổ mày dứt lên luôn. Thấy già già ra đủ má giả sợ. Mỗi người già anh nói cái xe to đấy. Không không tâm vậy đâu. Má cho mày cỡ nhóm cho nó không có đồ không. Đổi đâu. Lên cung. Má có hình cảnh à. Thắng 18 hả? Thank you.
Đây đúng rồi, có con cháu á. Nãy mới vừa chạy á. Giờ buổi tối là không có cho ngồi đây nhiều hả anh à? Dạ vâng. À tụi em lâu lắm mà tụi em mới đi ra ngoài đây anh. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ cảm ơn anh nha. Cảm ơn hai anh nhiều. Dạ. Đi luôn ha anh ơi. Dạ cảm ơn anh. Hãy
nói chuyện bình thường vui vẻ lắm. Nói xong rồi người ta cũng nói là vô đây người dân trong em ta phàn nàn. Buổi sáng sáng chủ nhật em ra đây là em thấy tụi nó quậy âm sùm vào đây mà. Má quậy thì đi xuống dưới đây nè, có cái bãi đất gì bên đây nè. Ờ. Quậy. Vậy hả? Mày khỏe không? Chơi ba cũng bị không có một cái bộ. Đây. Chụp cái lồ. Tao nói mày rồi, mày chơi bình bình đi. Thank you.
trên kia đó em.